À, tôi chậm nha, anh em nha, tôi chậm nha. Tốc độ phát lại mình để 0.25 này, tắt tắt tiếng cho nó đỡ ồn này. Đó anh em. Mình nhìn thấy mà anh em, đó anh em. Bắn vào cái ba lô headshot anh em. What? Shop thành soái ca.com, shop thử vẫn may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thành soái ca.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video reaction tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ reaction Cooly các bạn nha. Thì có khá là nhiều bạn bình luận ở dưới những đoạn video của mình là muốn mình reaction Cooly. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ reaction Cooly các bạn nha. Và trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn link của Cooly để dưới mô tả nha anh em ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem video mới nhất của Cooly nào. Highlight cực kỳ đẳng cấp nha anh em nha. Ok, bấm cho Cooly một like nào. Cooly làm highlight thì tất nhiên là những cái đoạn highlight nào mình xem mình cũng cảm thấy rất là cuốn luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem các bạn nhá. Let's go. Không nghiêm tâm. Chơi lựu luôn. Không nghiêm tâm thì cho nó ăn lựu luôn. Hay. Rồi xong, mất qua ta kêu anh em. Ok anh em, thì đây, đây là hai bạn đã trúng được event lần trước, nhận về 2000 KC nha. À đây là event anh em. Ok ok đây à. Bình luận nha. Yeah. Thì ủng hộ shop mình, link shop và mô tả và bình luận nha. À. Có nghĩa là bạn đấy bảo kêu là ủng hộ shop ở link shop ở dưới bình luận anh em ạ. Nhưng mà nói kiểu là edit kiểu ngoao anh em ạ. Ok. Uầy. Kéo kinh thật anh em ạ. Uầy. Kéo đỉnh thế nha. Uầy. Gì đây? Uầy. Cái góc đấy mà kéo vào đầu được anh em. À đâu. Nó nhó một tí đầu lên thôi anh em ạ, mà vẫn vào đầu được. Ờ thì nói chung là vào đầu được, nhưng mà kiểu như đặt tâm chuẩn quá anh em ạ. Có hở mỗi cái đầu thôi anh em ạ. Ôi rồi đỉnh thật. À bây giờ mình mới để ý cái nick của Cooly nha. Cái gì mà .88% nhỉ? Sao lại không .99% nhỉ? Sao lại 88% là sao anh em? À có nghĩa là 80% 88% là vào đầu à? À có khả năng là như vậy các bạn ạ. Ui. Thôi. One shot luôn anh em. Hay. Ui. Kéo kinh thế nhở. Ui, pha này tại sao vào đầu nhỉ? Pha này mình thấy là kéo không có lên đầu đâu anh em ạ. Vào người ấy anh em ạ. Đấy, tôi chậm nha. Tốc độ phát lại mình để 0.25 này, tắt tắt tiếng cho nó đỡ ồn này.
Đó anh em, mình nhìn thấy mà anh em, đó anh em bắn vào cái ba lô headshot anh em. What? Adu. Có lẽ nào? Adu. Thôi áo, phát này áo nha. Và ba lô là hiện đang đỏ các bạn nha. Và ba lô là hiện đang đỏ rồi nha. Ok. Đó. À, xem lại này anh em. Búp và ba lô đấy. Adu. Có lẽ nào? Chính là nó. Hơi ảo nha. Ok, bây giờ để tốc độ bình thường này. Hơi ảo, phát này hơi ảo nha. Uli kéo điện thoại mà kéo kinh thế nhở. Dạo này headshot lại còn đỉnh hơn ngày xưa nhiều anh em ạ. Mày để tao thể hiện. Uầy. Ô, cu lì dạo này kéo kinh thế. Hay. Ra lại là vào đầu anh em ạ. Hay. Ui, mobile mà kéo tâm như vậy là đỉnh lắm đấy anh em ạ. Ui giời, gần thế mà vào đầu được cơ mà. Ui, đó anh em thấy chưa? Ui. Từ từ, anh em xem pha này cũng ảo nha anh em nha. Sao mà bắn lung tung mà đâm tâm nó lại dính vào đầu nhỉ? Này này này, đấy, anh em nhìn này, đấy. Anh em thấy không? Anh em thấy gì không? Ui giời, ảo thật sự anh em ạ. Bắn vào tường nha, bắn vào tường nhưng dính đầu anh em ạ. Ảo thế nhá. Hai pha này có hai pha là hơi ảo anh em ạ. Đủ. Giờ này kéo headshot kinh nhá. Ui dồi ui, hay thế. Đỉnh thật sự anh em ạ. Ui. Ui một một thằng đi làm sao mà ăn được cu lì. Ui tí nữa. Ui. Dính đầu thật sự anh em ạ. Vẫn 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 có dính đầu nha anh em. Một chùm vàng sau đến vô viên cuối cùng vẫn vào đầu nha anh em. Quê nhá. Đỉnh thật sự. Uầy. Quá đẳng cấp anh em ạ. Cái gì đây? What? What the hell anh em, cái gì đây? Gì đây? Hai viên hai người. Bắt đầu. Đi vậy anh em, từ từ xem lại pha này nào anh em. Cái gì đây anh em?
Đây, 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 chuẩn bị này, chuẩn bị này. À, từ 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 đấy. Hai viên hai người anh em ạ. À đù. Một này, hai này. Uầy. Gì vậy? Đồ. À thật đấy anh em ạ. Này kiểu gì bắn phát được xuyên hai thằng. Một này, hai này. Ơ, kiểu bắn ba viên đấy nhỉ? Thế này bắn mấy viên anh em? Một này, hai này, ba. Ơ, sao lại bắn bắn ba viên á? Bắn 3 viên hay 2 viên anh em? Như kiểu bắn 3 viên đấy nhỉ? Ui ảo thật anh em ạ. Ui. Một à 2 viên 2 viên anh em ạ. Chắc là do tua chậm nó bị thế. Ui. Bắn thằng này ghim cả đằng sau luôn anh em. Dạo này Cooly bắn ghê nhá, headshot đỉnh thật sự luôn anh em ạ. Ảo thật. Hay quá. Ui, full đỏ này. Ui. Kill. Hay. À đù. Thế mình cũng không biết nói như thế nào ngoài cái hai cái từ là gọi là đẳng cấp anh em ạ. Quá hay. Lâu không xem mà xem lại thích mắt thật sự anh em ạ. Ra đạn toàn vào đầu nhá. Mà nhiều pha là bắn hơi ảo nha anh em nha. Qua ghê gớm anh em. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết đoạn video theo sự này của mình nha. Nếu anh em thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn link của Guli thì sẽ để dưới mô tả cho anh em nha. Ok, bye bye anh em.